Rồi tiếp tục động tác thứ ba, động tác lên lái. Rồi xoay cái tay trái trước, tay trái xoay đều, xoay đều. Rồi ok, nhớ nè, tay tới đây thì cái tay này đưa lên phụ đó, rồi tay này kéo xuống tiếp, rồi tay kia vẫn tiếp tục xoay, tay tới đùi buông ra, tay này tới đùi buông ra nè, tay kia xoay xuống, tay này tới đây này đặt lên, tay này à, đó, rồi xoay đi, xoay cả hai tay, tay tới đùi buông ra đặt lên, rồi lại tiếp tục buông ra đặt lên, no tay tới đây đúng rồi, rồi xoay đi, đặt lên phụ, đặt lên kéo phụ, rồi kéo đi, xoay đi. Rồi ngược lại, xoay ngược qua bên kia, xoay ngược ra, xoay ngược qua thì tay này tới đùi là buông ra, đặt lên đây, rồi ok, kéo xuống, đặt lên rồi, kéo xuống chứ không đặt lên, đặt lên không, ha, đây tới đùi buông ra nè, tới đùi bắt đầu, khoan xíu, khoan sót lại cái này để